Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Ma Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Ngày sáng nay tiếp tục sư sẽ chia sẻ pháp đến toàn thể hội chúng, và sư chia sẻ những cái bài pháp có liên quan đến chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Thì đây chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta phải cần có cái thái độ đúng đắn trong lúc mà chúng ta hành thiền. Tại vì trong đời sống của chúng ta là một phàm phu, thì chúng ta làm cái gì cũng do tham, do sân, do si nó chi phối và tác động. Với lòng tham, chúng ta làm cái gì chúng ta cũng mong muốn. Và khi chúng ta có sự mong muốn mà nó không được như ý mình thì chúng ta trở nên tức giận và sân hận. Thì đối với phàm phu chúng ta sống đã quen rồi, đã nhiều đời rồi. Thì khi mà chúng ta vô tu tập trong giáo pháp của Đức Phật đó, nếu mà chúng ta có những cái thái độ như vậy thì chúng ta không thể nào thực hành tứ niệm xứ được. Thì khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó là chúng ta phải chấp nhận những gì đang xảy ra, cho dù đó là bất cứ những cái hiện tượng gì, đối tượng gì, chúng ta cũng không chối bỏ và chúng ta cũng không có đam mê dính mắc. Chúng ta đang ngồi có những đối tượng như là đau đớn xuất hiện, hay là sự bức xúc, sự khó chịu, thì những cái đối tượng này, những cái hiện tượng này cũng là đối tượng của thiền tứ niệm xứ để chúng ta quan sát. Tại vì trong đời sống của chúng ta gặp những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng đó, hay là những cái sự đau đớn là chúng ta muốn xua đuổi, chúng ta cảm thấy bất mãn, nên chúng ta có sự khổ đau. Và bây giờ chúng ta vô thực hành tứ niệm xứ mà chúng ta cũng có thái độ như vậy thì chúng ta thực hành tứ niệm xứ không được. Thì khi mà chúng ta có sự đau đớn hay là có sự bức xúc, chúng ta tu tập tứ niệm xứ không phải là chúng ta muốn tiêu diệt nó, hay là chúng ta muốn cho nó mất đi. Nếu mà chúng ta muốn tiêu diệt nó hay là chúng ta muốn cho nó mất đi thì cái thái độ đó không phải là cái người thực hành tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ đó tức là chúng ta chấp nhận những cái sự đau đớn đó, cái sự bức xúc đó, và chúng ta cũng phải nghĩ rằng đây là đối tượng để càng ta quan sát và trải nghiệm. Và khi chúng ta trải nghiệm được những cái đối tượng này rồi đó thì sau này đó, chúng ta đã hiểu được thì những cái sự bức xúc hay là đau đớn nó không thể nào chi phối chúng ta được. Nên ở đây Đức Phật có dạy chúng ta đó, tu tập tức là thân bệnh nhưng mà tâm chúng ta không có bệnh. Chúng ta có thân đây thì chúng ta phải có sự đau đớn, chúng ta phải có sự già, sự bệnh, sự chết. Mà đối với những vị A-la-hán cũng không có thoát khỏi cái định lực này. Thì bây giờ chúng ta vô thực hành tứ niệm xứ đó, khi có những cái sự đau đớn chúng ta phải khéo tác ý. Đây cũng là những cái đối tượng để ta cần quan sát. Thì khi mà chúng ta có sự chấp nhận như vậy đó, để chúng ta quan sát cái sự đau nó thay đổi như thế nào, nó giúp cho chúng ta dài dặn trong pháp hành. Tại vì chúng ta thấy rằng cái đau đó nó sanh lên thì nó cũng mất, nó có tồn tại lâu dài. Mà khi mà chúng ta trải nghiệm được cái đau rồi đó, hay là cái sự khó chịu rồi đó, thì cái pháp hành chúng ta nó rất là vững chắc. Nên thường thường chúng ta nó không có hiểu cách thực hành đó, chúng ta lại thích những cái sự an lạc, chúng ta lại xích thích những cái đối tượng nào đó mà nó im ái. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng có những cái đối tượng mà chúng ta thích thú mà chúng ta chưa thấy được phiền não đó, thì cái tâm tham nó sẽ len lỏi trong đó. Chúng ta đang phát triển tâm tham mà chúng ta không biết. Thì ở đây đó, người cư sĩ chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, thì chúng ta hành thiền đó, thứ nhất là chúng ta phải chấp nhận cái đau, chúng ta trải nghiệm cái đau. Và khi mà cái đau sanh khởi đó thì chúng ta phải kiểm tra tâm mình,
Khi nào cái tâm chúng ta nó khó chịu là cái bản chất của cái tâm sân. Nên chúng ta phải cần quan sát, nhận thức được, diện được cái phiền não sân tâm. Thì khi chúng ta ngồi đó, cái đau sanh khởi thì suy nghĩ thế nào, tâm sân nó cũng sanh thôi. Tại niệm định chúng ta còn yếu, thì khi mà cái tâm sân sanh khởi hay là cái sự bức xúc, chúng ta quan sát cái tâm sân. Thì khi chúng ta quan sát cái tâm sân hay là cái sự bức xúc đó, tức là chúng ta đang tu tập về tâm quán niệm xứ. Nhưng mà vậy là khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ mình đang sân, tức là chúng ta trải nghiệm tâm sân. Và tâm sân chúng ta cũng không bắt mãn cái tâm sân. Cái tâm sân nó cũng là đối tượng mà tại sao chúng ta phải bất mãn với tâm sân, hay là chúng ta phải muốn cho nó biến mất. Nếu mà chúng ta muốn cho tâm sân biến mất, hay là chúng ta bất mãn tâm sân, tức là thái độ chúng ta không đúng đắn. Tức là chúng ta sử dụng phiền não bằng cái tâm sân này để xua đuổi tâm sân khác. Thì khi chúng ta muốn cho tâm sân mình mất, để nó không mất, tại vì chúng ta đã sử dụng tâm sân này để tiêu diệt tâm sân khác, tức là chúng ta làm cho cái tâm sân nó có sức mạnh thêm. Mà tu tứ niệm xứ là để chúng ta trải nghiệm được cái bản chất của pháp. Nhưng hiện giờ xin nói thí dụ, xưa giờ chúng ta sống với tâm sân, chúng ta đã đồng hóa với nó, chúng ta phát triển nó, và chúng ta là cái người nóng giận, bực mình, dễ nổi cáo, thì chúng ta đã sống với nó nhiều rồi. Thì bây giờ chúng ta tu tập á, thì không phải một ngày một bữa mà có thể chúng ta diệt hẳn được nó. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn diệt trừ được nó đó, là chúng ta phải có sự hiểu biết. Mà chúng ta muốn có sự hiểu biết á, là ban đầu tiên là chúng ta phải có cái thái độ đúng, chúng ta có chánh niệm nữa này. Nên khi tâm sân sanh khởi thì chúng ta phải cần nhớ rằng chúng ta chỉ có bổn phận chúng ta quan sát với thái độ đúng đắn. Và quan sát với thái độ đúng đắn thì tâm sân nó sẽ mất. Thì đây chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, tức là khi cái đau sanh khởi thì chúng ta phải chấp nhận cái đau bằng cái sự hiểu biết, là chúng ta quan sát một cách thư giãn thoải mái. Thì khi có tâm sân sanh khởi thì chúng ta cũng buông cái đau ra, chúng ta lấy cái đối tượng tâm sân chúng ta quan sát hết sức là thoải mái. Nó cũng là đối tượng để chúng ta học hỏi. Khi mà tâm sân nó mất rồi, chúng ta trở lại cái đau. Cái đau đang diễn ra mà tâm các vị vẫn bình yên tĩnh lặng, tức là các vị đang phát triển chánh niệm, các vị đang phát triển định tâm. Là do các vị có sự bình an tĩnh lặng đó rồi đó, thì lâu ngày các vị mới thấy rằng cái đau nó không liên quan tới mình cả. Và khi chúng ta có sự bình an định tĩnh đó, cái tâm chúng ta sẽ trong sáng, mà lâu ngày chúng ta sẽ thấy rằng có một cái tâm nó đang biết cái đau. Và trong lúc này chỉ có tâm đang biết cái đau, cái đau là đối tượng và tâm đang biết cái đau. Trong lúc này không có con người, không có bản ngã, không có một linh hồn, không có anh, không có chị. Thì khi chúng ta có thái độ đúng đắn như vậy đó, và chúng ta tu á, có những lúc cái đau phát sanh, sanh khởi, mà tâm chúng ta vẫn có sự bình an, và có những lúc chúng ta khởi lên một cái sự hỷ lạc vô cùng, để chúng ta hiểu rằng cái đau này không có liên quan tới mình. Thì đây chúng ta tu tứ niệm xứ đó, là để chúng ta trải nghiệm được thực tánh pháp, để chúng ta nhận thức được cái chân đế. Và chúng ta để lâu ngày chúng ta thấy được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của danh và sắc này. Và khi mà chúng ta có thái độ đúng đắn á, thì nó sẽ có sự an lạc. Chẳng hạn giờ xin nói ví dụ, các vị tu thiền tứ niệm xứ, nếu mà chúng ta cứ sử dụng bằng tham, bằng sân, đối tượng đau đến, hay là tâm sân sanh khởi, hay là cái sự bức xúc á, mà chúng ta càng chối bỏ chừng nào á, thì cái tâm chúng ta càng dao động nhiều chừng ấy, và nó tạo cho chúng ta cái sự bất an thêm. Còn bây giờ chúng ta là hành giả tứ niệm xứ, chúng ta hiểu tất cả đều là đối tượng để mình trải nghiệm. Thì cái đau đến chúng ta chỉ có bổn phận quan sát, chúng ta biết rằng cái đau này nó không liên quan tới mình cả. Thì khi chúng ta quan sát với cái sự đúng đắn đó, nó tạo cho các vị có sự bình an liền. Trong cuộc sống này đó, sẽ nghĩ rằng các vị có thể dễ dàng nhận thức khi mà mình sống ở trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta không chấp nhận cái gì thì nghi nó làm chúng ta đau khổ, còn nếu chúng ta chấp nhận thì chúng ta thấy cái khổ nó ít hơn. Như thế nào cũng vậy, chúng ta tu tập tới niệm xứ đó là chúng ta phải trải nghiệm những cái sự đau đớn, hay là những cái sự
bức xúc hay là những cái gì nó xảy ra không có vừa lòng tỏi ý, thì chúng ta phải cố gắng để chúng ta quan sát. Thì ở đây đó, xin nói ví dụ chẳng hạn sau này chúng ta bị bệnh hay là chúng ta bị chết đến, thì những cái đau đớn đó nó càng khủng khiếp hơn nữa. Khi đó chúng ta đâu có tránh né được đâu. Thì khi mà chúng ta quan sát cái đau hay là cái sự khó chịu á, nó thuộc về thọ quán niệm xứ. Thời Đức Phật có 30 vị tỳ kheo đi vào rừng để tu tập. Thì trong lúc đó có một vị tỳ kheo bị cọp nó gầm, nó cắn, nó mới lôi đi. Thì các vị tỳ kheo kia đó mới chạy theo và mới nói với các vị tỳ kheo mà bị cọp nó đang tha đi đó. Thì các vị tỳ kheo này mới nói rằng: này hiền giả, trong lúc này chỉ có hiền giả mới cứu được hiền giả, hiền giả hãy cố gắng chánh niệm. Thì trong lúc mà cái vị tỳ kheo mà bị cọp nó đang tha đi như vậy đó, tức là nó cắn vào cái giò của vị đó, vị đó rất là đau đớn. Thì vị này mới chấp nhận lấy cái đau đó làm đối tượng, biết rằng cái đau này đó là do duyên mà có, nó không phải là của mình. Thì vị đó mới quan sát thấy được cái sự thay đổi của cái đau. Và trong lúc này thấy chỉ có cái tâm nó đang biết cái đau thôi, không có liên quan tới mình cả. Và vị tỳ kheo đó với cái tệ quán trong lúc đó nhận thức được vô thường khổ vô ngã của danh và sắc, và vị này chứng được tu đà quờ. Tiếp tục con cọp nó mới cắn và nó ăn đến cái đùi của vị đó. Tiếp tục vị đó dùng tệ quán để quan sát tiếp tục cái đau, và vị đó chứng được tư đà hàm. Và khi con cọp nó cắn nó ăn đến cái người tới cái bụng của vị đó, vị đó tiếp tục quán, và vị đó chứng được anh hàm. Và khi mà cọp nó cắn nó ăn đó, lên tới cái tim của vị đó, gần tới cái tim mà vị đó quán, vị đó chứng a la hán và vị đó viên tịch niết bàn. Thì đây đó, chúng ta tu tập đó, chúng ta phải có sự hiểu biết đúng như vậy, thì chúng ta chấp nhận với sự bình an tĩnh lặng để chúng ta quan sát cái đau. Và khi chúng ta quan sát cái đau có sự đúng đắn đó, thì nó giúp cho chúng ta có sự hiểu biết. Là một ngày nào đó chúng ta bị đau răng, chúng ta bị nhức đầu, hay là chúng ta bị bệnh gì đó, hay là chúng ta nằm trên giường bệnh đó, tới giờ lâm chung mà chúng ta không có tu tập, chúng ta hiểu cái đau của nó dữ dội lắm, mà cái đó chúng ta bất mãn, chúng ta sân tâm, thì chúng ta chết trong lúc đó là chúng ta phải đi tái sanh vào cảnh giới địa ngục. Tại chúng ta chết trong cái tâm sân mà, thì trong cái cận tử nghiệp sân hận đó, thì chúng ta phải tư ương vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn bây giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ Đức Phật dạy chúng ta đó, tức là chúng ta phải trải nghiệm cái đau, chúng ta quan sát nó. Khi chúng ta quan sát nhiều lần nữa đó, sau này cái đau đến đó, nó không có chi phối chúng ta được. Và cái đau cũng giúp cho chúng ta để phát triển chánh niệm và trí tuệ. Thì sau này khi chúng ta chết, rồi chúng ta cũng biết, trước khi chết chúng ta cũng biết chánh niệm, thì chúng ta có thể quan sát cái đau và chúng ta chết trong cái thiện tâm, trong cái chánh niệm chúng ta được sanh thiên. Nên chúng ta phải hiểu được cái lợi ích khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Thì ở đây đó, chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta thấy rằng cái thời thiền của chúng ta đó có lúc này, lúc khác. Có lúc thì chúng ta ngồi có sự an lạc, nhưng có những lúc thì nó đau đớn. Và có những thời thiền chúng ta thấy nó có nhiều cái sự bức xúc. Thì khi mà chúng ta có những cái hiện tượng đó, đó thì ở đây suy nghĩ là người cư sĩ chúng ta phải quân bình, tức là chúng ta hãy buông lỏng một cách thoải mái, rồi chúng ta quan sát những cái sự bức xúc đó. Chúng ta quan sát, lấy cái sự bức xúc đó làm đối tượng, rồi chúng ta quan sát là nó cũng sẽ biến mất, nó cũng giúp cho chúng ta trải nghiệm. Và chúng ta thường bị rơi vào hai cái cực đoan. Có những lúc mà cái thời thiền nào mà chúng ta thấy ngồi nó an lạc, an vui, thì chúng ta muốn ngồi thì hoài, chúng ta không muốn xả. Và chúng ta chỉ thích thú những cái đối tượng đó thôi. Và trong những trường hợp đó tâm tham nó sanh khởi chúng ta cũng không biết nữa. Rồi khi những cái thời thiền nào nó đau đớn hay bức xúc, cũng như chúng ta bất mãn, chúng ta bực mình, thì chúng ta vào thực hành tứ niệm xứ mà chúng ta sống, chúng ta thực hành như vậy giống như là chúng ta
sống ở ngoài đời tới chúng ta dùng tham sân si để chúng ta ứng xử không? Thì như vậy đâu phải là chúng ta là cái người thực hành tứ niệm xứ. Thế đây suy nghĩ rằng á, các vị hành thiền đó thì có những thời nó cũng đau đớn, hay là có những cái thời nó cảm thấy nó không có được ổn định đó, thì chúng ta hãy quan sát những hiện tượng đó, lấy những hiện tượng đó chúng ta thư giãn thoải mái, buông lỏng toàn thân để chúng ta quan sát những cái hiện tượng đó và nó sẽ ra đi, nếu mà các vị có thái độ đúng đắn. Đối với bản thân sư cũng vậy, có những lúc sư hành thiền đó, có những lúc nó rất là an lạc và rất là thoải mái, nhưng mà có những thời thì nó cũng đau đớn, và có những lúc nó cũng làm cho bức xúc. Tại cái tâm mình không phải lúc nào nó cũng an ổn được, hay là chúng ta hành thiền không phải nó giống như ý muốn mình lúc nào cũng an lạc được. Tại những cái phiền não chúng ta nó đã huân tập nhiều đời thôi, có những lúc nó sanh khởi một cách dữ dội, thì chúng ta phải có sự kham nhẫn, và chúng ta phải có thái độ đúng đắn để chúng ta quan sát những cái hiện tượng đó. Và khi chúng ta trải nghiệm được hiện tượng đó rồi, chúng ta hiểu được cái pháp hành chúng ta nó già dần, nó sẽ sâu sắc nhiều hơn. Cho nên khi nào có những cái đau đớn hay cái sự bức xúc đó, chúng ta phải nhìn một cách khách quan và chúng ta quan sát và chúng ta kiểm tra coi trong lúc đó mình có bực mình có sân hận không, mình có muốn do cái những cái đối tượng này mắc hay không. Nếu mà chúng ta có những cái thái độ đó là chúng ta biết thái độ không chân chánh, nên chúng ta hãy quan sát những cái thái độ mà muốn cho cái đau biến mất hay là muốn cho cái sự bức xúc biến mất đó, thì chúng ta nhận diện được cái bản chất đó thì nó sẽ biến mất. Và chúng ta trải nghiệm những cái sự đau đớn và cái sự bức xúc đó rồi nó cũng biến mất. Thì sau này chúng ta ngồi có những cái vấn đề này xảy ra chúng ta rất là bình thường, nó giúp cho mình trải nghiệm thôi. Nên tứ niệm xứ là chúng ta phải có thái độ đúng như vậy, chúng ta không rơi vào hai cái cực đoan. Rồi có những lúc mà chúng ta hành thiền á, có những đối tượng á, thì chúng ta quan sát nó rất là dễ, hay là có những lúc mà chúng ta ngồi có sự an lạc đó, thì cái sự an lạc đó nó phát sanh đó, thì chúng ta cũng đừng có dính mắc vào những cái đó. Tại cho dù những cái hiện tượng tốt chúng ta đến, chúng ta cũng quan sát thôi, để chúng ta coi cái hiện tượng nó đến và đi như thế nào. Nên chúng ta thực hành tứ niệm xứ là chúng ta phải đi theo con đường trung đạo, tất cả đều là đối tượng để giúp cho chúng ta quan sát hết. Thì đợt rồi đó, sư có hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta mới bước đầu tu tập đó, tức là chúng ta quan sát hơi thở. Nên chúng ta chỉ có bổn phận là chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, chúng ta không có điều khiển hơi thở. Chúng ta nhớ, chúng ta điều khiển hơi thở chứ là chúng ta tu sai rồi. Thiền tứ niệm xứ là chúng ta để cho nó sanh khởi một cách tự nhiên, chúng ta chỉ có bổn phận theo dõi và quan sát thôi. Nên hơi thở vào chúng ta biết vào, hơi thở ra chúng ta biết ra, hết sức là thoải mái. Rồi trong lúc mà chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra một cách thoải mái như vậy đó, khi nào có suy nghĩ đến, chúng ta cũng quan sát suy nghĩ cũng hết sức thoải mái. Tại vì suy nghĩ cũng là đối tượng. Mà nếu mà chúng ta lại bực mình đến suy nghĩ, chúng ta chán nản với suy nghĩ, tức là chúng ta rơi vào cái cực đoan tiêu cực rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng lấy cái suy nghĩ đó, chúng ta quan sát hết sức là thư giãn thoải mái, rồi nó biến mất rồi chúng ta mới trở về hơi thở. Còn nếu mà chúng ta bực mình đối với suy nghĩ đó, tức là chúng ta tạo cho suy nghĩ nó càng bùng phát mạnh. Thì khi chúng ta quan sát suy nghĩ bằng cách thái độ đúng đắn, đơn giản, suy nghĩ đang có mặt mà tâm chúng ta vẫn bình yên tĩnh lặng, thì chúng ta quan sát một cách thư giãn như vậy, đúng đắn như vậy đó, bằng chánh niệm, thì suy nghĩ lập tức sẽ biến mất, chúng ta có sự bình yên. Còn bây giờ suy nghĩ đến, chúng ta sợ suy nghĩ, chúng ta bực mình với suy nghĩ, chúng ta xua đuổi suy nghĩ, tức là chúng ta tạo cho suy nghĩ càng gia tăng. Tại vì chúng ta bực mình đó là tâm sân mà, thì làm cho cái suy nghĩ càng phát triển mạnh và tâm chúng ta bị dao động, chúng ta mệt mỏi, chúng ta căng thẳng. Nên chúng ta tu tứ niệm xứ á, có suy nghĩ đến là chúng ta phải chấp nhận cái suy nghĩ đó, và chúng ta tắt ý trong đầu, đây cũng là đối tượng để mình quan sát và trải nghiệm. Thì khi chúng ta chấp nhận rồi, chúng ta quan sát với sự bình yên đó, thì chúng ta sẽ hiểu được suy nghĩ và suy nghĩ sẽ biến mất. Nên khi nào các vị căng thẳng, tức là các vị chống đối với đối tượng, các vị bực mình với đối tượng, là nó tạo ra sự căng thẳng.
Còn bây giờ chúng ta tu tướng niệm xứ là chúng ta chấp nhận mọi thứ, mọi hiện tượng đến đều giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm và định tâm, trí tuệ. Rồi chúng ta ngồi, chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra hết sức là thoải mái, thư giãn. Khi cơn đau phát hiện, chúng ta buông cái hơi thở ra, không cần quan sát hơi thở nữa. Lấy cái đau làm đối tượng quan sát, trải nghiệm cái đau, hết sức là thoải mái. Thì các vị cứ trải nghiệm cái đau, khi nào các vị cảm thấy đau quá chịu không nổi thì các vị có thể đổi cái tư thế để chúng ta quan sát và coi cái đau nó biến mất như thế nào. Chứ chúng ta đâu có cần để mà gồng lên hay chịu đựng. Đó là cái cách chúng ta tu tập đúng. Rồi trong lúc mà chúng ta theo dõi hơi thở vào hơi thở ra đó, có tiếng động đó, thì chúng ta cũng phải tập ghi nhận tiếng động. Không phải là chúng ta tìm kiếm tiếng động, mà trong lúc chúng ta ngồi đó thì có cái tiếng động nó phát sanh đó, thì khi đó tâm chúng ta nó hay biết đó, thì chúng ta cũng ghi nhận chúng ta hay biết. Chúng ta chấp nhận cái tiếng động đó, chúng ta ghi nhận rồi chúng ta mới trở về cái hơi thở của mình. Nếu mà có tiếng động nào làm chúng ta bực mình đó, hay là nó phân biệt đây là cái tiếng xe, tiếng người gì đó, thì chúng ta cũng quan sát cái sự phân tích đó, quan sát cái sự suy nghĩ đó, hết sức là thoải mái. Rồi khi mất rồi chúng ta trở về hơi thở. Đó là cái thái độ đúng khi chúng ta thực hành tướng niệm xứ. Và ở đây chúng ta tu tập tướng niệm xứ là để chúng ta trải nghiệm được mỗi cái bản chất pháp. Tại vì trong đời sống chúng ta đó, chúng ta đau khổ là do tham, do sân, do si. Mà tại sao tham sanh khởi, sân sanh khởi và si sanh khởi? Tại vì chúng ta không có thấy được cái bản chất pháp. Chúng ta không thấy được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã của các pháp. Còn khi chúng ta tu tập tướng niệm xứ đó, để chúng ta thấy được cái bản chất của pháp, để chúng ta thấy được lâu ngày chúng ta sẽ hiểu được mỗi cái thực tánh pháp và chúng ta nhận thức được vô thường, khổ vô ngã, thì cái đó tham, sân, si nó sẽ bị đoạn diệt. Thì chúng ta muốn thấy được sự vô thường, khổ vô ngã đó, bây giờ chúng ta phải thấy từ cái trên lý thuyết và trên trí văn trí tư, rồi chúng ta tu tập đó, từ chúng ta thấy từ cái thô cho đến cái tế. Các vị quan sát hơi thở đó, các vị thấy rằng hơi thở vào nó cũng mất, hơi thở ra nó cũng mất, hơi thở vào nó cũng sanh lên nó diệt, hơi thở ra nó sanh lên nó cũng diệt, nó đâu có tồn tại. Khi suy nghĩ sanh khởi, chúng ta quan sát chúng ta thấy cái suy nghĩ nó cũng biến mất. Cái đau sanh khởi, chúng ta quan sát chúng ta thấy nó cũng biến mất. Thì chúng ta thấy không có gì tồn tại cả. Thì khi mà chúng ta đó, quan sát nhiều lần như vậy, chúng ta thấy được cái thực tánh đó, nó thay đổi nhiều nhiều lần đó. Do cái sự quân tập lâu ngày đó, thì cái sự vô thường nó sẽ hiển lộ. Mà cái sự vô thường hiển lộ đó, thì cái sự khổ nó cũng hiển lộ. Và cái sự khổ hiển lộ thì cái sự vô ngã nó cũng hiển lộ. Các bậc thánh đối với những vị a la hán, các ngài không còn tham sân si nữa. Tại sao? Vì các ngài đã thấy được vô thường, khổ vô ngã của thân và tâm, của cuộc đời này, nên các ngài không còn tham sân si nữa. Còn đối với chúng ta đó, thì chúng ta chưa có nhận thức được tâm tướng, nên tham sân si nó cứ chi phối, nó làm chúng ta đau khổ. Nên chúng ta tu tứ niệm xứ và để sau ngày chúng ta nhận thức được tâm tướng. Thì ở đây đó, sư muốn nhắc nhở hội chúng chúng ta đó, chúng ta tu thiền đó, cái cơ bản đầu tiên đó, là chúng ta mới bước đầu thì chúng ta chỉ quan sát chỉ có bốn đối tượng thôi. Thì khi các vị quan sát được những đối tượng đó rồi đó, thì khi mà vô chia sẻ pháp với sư đó, sư sẽ trình bày và sẽ hướng dẫn cho các vị thêm để tiến bộ hơn, để các vị thấy được những cái tâm hay là cái cảm giác của tâm, như là buồn vui, thương ghét, hay là tham sân si, ganh tị, ngã mạn, tà kiến. Thì khi mà chúng ta quan sát được bốn đối tượng này rồi đó, thì chúng ta mới thấy được những cái cảm giác tâm và tâm được. Để chúng ta mới đi sâu vào tâm linh. Khi mà chúng ta thấy được tâm rồi đó, thì chúng ta giải tỏa được phiền não. Nó rất là tốt đẹp.
Chẳng hạn giờ sư cho các vị một ví dụ trong đời sống của các vị đó, nếu mà các vị không có tu tính niệm xứ, các vị cứ sống theo cái tâm dễ vui, gặp cảnh đẹp là tâm tham của các vị sanh lên, gặp cảnh xấu là tâm sân của các vị sanh khởi. Và có những lúc thì các vị sống với tâm si, thì khi các vị không có thực hành tứ niệm xứ mà không thấy được tâm đó, thì chúng ta sống theo mỗi cái tiến trình tâm bất thiện nó để điều xử các vị. Các vị gặp cái cảnh đó đẹp, tâm tham bắt đầu sanh khởi, rồi chúng ta sẽ đồng hóa với cái tâm tham đó, là nó sẽ sai sử chúng ta, nó bắt chúng ta làm cái này cái kia. Tức là chúng ta đã sống theo cái trạng thái tâm tham đó, chúng ta tạo nghiệp. Có thể là chúng ta không có kiềm chế được, có thể là chúng ta nói dối, hay là chúng ta lường gạt chúng sanh khác, hay là chúng ta lừa đảo. Đó là cái bản chất của tâm tham. Và chúng ta gặp cảnh nghịch á, tâm sân bắt đầu nó sanh khởi, chúng ta không có thực hành tứ niệm xứ, chúng ta đồng hóa với tâm sân này. Bắt đầu có thể chúng ta chửi mắng người khác, hay là chúng ta đánh đập người khác, hay là chúng ta khởi những cái tư tưởng trong tâm chúng ta nó đưa đến sự hận thù, bức xúc, khó chịu. Chúng ta thấy chúng ta tạo nghiệp, chúng ta khổ đau. Khi mà khởi cái tâm si lên, chúng ta không có quan sát, chúng ta sống với tâm si này, chúng ta không có phân biệt được thiện ác, chúng ta không có phân biệt được chánh tà, không có phân biệt được tốt xấu, và chúng ta tạo nghiệp bất thiện đưa đến đau khổ cho mình, cho người. Thì chúng ta không có thực hành tứ niệm xứ, khi tâm ganh tị sanh khởi, chúng ta không có quan sát được, chúng ta đồng với cái tâm ganh tị, chúng ta cảm thấy bất mãn đối với cái người đã hơn mình, thấy người khác thành công thạnh lợi chúng ta cảm thấy chúng ta khó chịu, thì chúng ta tạo bất thiện pháp. Rồi chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, khi tâm ngã mạn sanh khởi, chúng ta đồng hóa với tâm ngã mạn, chúng ta khen mình chê người, chúng ta hại bệ người khác, thì chúng ta thấy chúng ta khổ. Chúng ta sống với tham sân si tà kiến ngã mạn, chúng ta trở thành một con người xấu ác. Rồi sau khi chúng ta chết, chúng ta phải sanh vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, chúng ta khổ nhiều hơn nữa. Có nghĩa chúng ta tu thiền tứ niệm xứ, tức là để chúng ta thanh lọc nội tâm. Xưa giờ chúng ta sống với bất thiện nhiều quá rồi, thì bây giờ chúng ta phải nhận diện được kẻ thù phiền não, hay là giặc nội tâm. Giặc nội tâm mới đáng sợ. Ở đời này chúng sanh mà giết người, cướp của, hay là đi đến vợ người, làm những điều ác đó, tức là những chúng sanh này do giặc nội tâm, tức là do tham sân si đã điều xử chúng sanh này, nên chúng sanh này trở thành con người ác xấu, làm đau khổ cho gia đình, làm đau khổ cho những người khác. Rồi sau này chúng sanh này đã chết, chúng sanh này còn khổ nhiều hơn nữa. Nên chúng ta tu thiền á, là chúng ta để nhận thức được phiền não và chúng ta loại bỏ phiền não. Mà khi chúng ta loại bỏ được phiền não bao nhiêu thì chúng ta đỡ khổ bấy nhiêu. Mà chúng ta loại bỏ hết được phiền não thì chúng ta sẽ hết đau khổ. Đó là chúng ta phải cần hiểu. Chúng ta tu tới niệm xứ là để chúng ta nhận thức được phiền não, và chúng ta dẹp bỏ phiền não để chúng ta phát triển tâm thiện. Trong một đất nước, trong một cái triều đại nào cũng vậy, nếu mà một đức vua minh quân biết tận dụng những người tài, những vị quan tốt để loại bỏ những cái vị quan xấu, những nịnh thần đó, thì cái triều đại đó sẽ được vững và đức vua sẽ được an lạc, trong đất nước đó sẽ được hưng thịnh. Còn nếu một vị vua đó là cái người hôn quân, không có phân biệt được người nào là người trung, người nào là cái người phản, mà vị vua chỉ thu nhận những cái nịnh thần, những người ác, thì cái triều đại này không bao lâu sẽ sụp đổ và đức vua sẽ bị đau khổ. Như thế nào cũng vậy, chúng ta tu tập á, thì chúng ta đó là cái người tu tứ niệm xứ để làm gì? Để chúng ta nhận thức được tâm thiện và tâm ác. Chúng ta biết được những cái phiền não, những tâm bất thiện để chúng ta loại trừ mà nó đã hại mình trong nhiều đời. Và chúng ta phát triển tâm thiện đó, để tâm thiện nó giúp cho mình được an lạc. Nên khi các vị tu tập tứ niệm xứ là các vị phát triển tâm thiện đó. Khi tâm các vị có sự chánh niệm, có sự định tĩnh, có sự an tịnh, tức là các vị có chánh niệm.
các vị đang phát triển tâm thiện. Mà các vị sống với tâm thiện á, thì khi các vị làm, các vị sẽ làm thiện. Khi các vị nói, các vị sẽ nói thiện. Khi các vị suy nghĩ, các vị sẽ suy nghĩ thiện. Thì như vậy mình sẽ được an vui và người khác cũng được an vui. Thì đây chúng ta tu tứ niệm xứ là để chúng ta thanh lọc phiền não nội tâm, giải tỏa phiền não. Rồi bây giờ sẽ trình bày những cái phương pháp để trợ giúp cho người cư sĩ chúng ta tu tập, để chúng ta tìm hiểu thêm. Thì sư nghĩ rằng là có thể sư thiết những cái pháp có liên quan đến sự tu tập, tức là cái chính yếu để chúng ta tu để đạt đến cái sự giác ngộ đó. Thì có một số người đó, thì sư nghĩ có thể cảm nhận được, và có một số người thì không cảm nhận được. Nhưng mà những người nào chúng ta chưa cảm nhận được, chúng ta hiểu biết đó, nhưng mà chúng ta nghe cũng là cái chủng tử, cái duyên để tương lai có thể chúng ta gặp được chánh pháp, chúng ta tu và chúng ta giác ngộ trong những kiếp sau. Thì trong Phật giáo, nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta phải tìm hiểu được 37 phần chợ đạo. Những cái pháp này đó là những cái yếu tố giúp cho cái hành giả, giúp cho chúng sanh đó đạt đến đạo quả, niết bàn để chấm dứt cái sự tái sanh. Thì trong thời gian qua đó, sư đã chia sẻ cho các vị về tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ sư có đề cập đến tâm quán niệm xứ và thọ quán niệm xứ. Còn thân quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ đó thì sư chưa có trình bày, tại vì sư nghĩ rằng trong 10 ngày đó thời gian nó quá ngắn, nên không thể nào sư có thể tiếp tục trình bày về thân quán niệm xứ hay là pháp quán niệm xứ. Sư chỉ trình bày về thọ quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ. Và ở đây sư cũng tu tập về hai cái phương pháp này, về thọ quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ, nên sư chỉ trình bày về hai cái pháp này thôi. Và hôm nay sư sẽ tiếp tục trình bày những cái pháp có liên quan đến cái sự tu tập của chúng ta, tức là nằm trong 37 phần chợ đạo. Thì khi được đề cập đến đạo đế đó, thì chúng ta phải hiểu gồm có 37 phẩm chợ đạo, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Đây là con đường để giúp cho chúng sanh đạt đến sự giác ngộ. Và nếu chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta phải cần tìm hiểu về 37 phần chợ đạo. Cho nên cái khóa này sư muốn thuyết giảng về 37 phần chợ đạo đó cho người cư sĩ chúng ta hiểu. Và nếu mà người cư sĩ nào chúng ta hiểu được thì chúng ta tu tập nó sẽ dễ dàng. Và nếu Phật tử nào chúng ta chưa đủ duyên để chúng ta hiểu được thì sư nghĩ rằng đây cũng là cái duyên lành để chúng ta sẽ giác ngộ trong tương lai. Tại vì trong giáo pháp của Đức Phật á, chúng ta phải hiểu rằng cái pháp này nó sẽ hỗ trợ cho pháp kia, nó có sự liên hệ với nhau. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta hiểu được pháp rồi đó, chúng ta tu thì chúng ta mới tiến được. Nếu mà các vị đó không có hiểu pháp thì các vị phải gần một vị thiền sư hay là một vị thầy để mà mỗi ngày hướng dẫn cho các vị từ chút một. Còn nếu mà chúng ta đó có cái pháp hành cơ bản mà chúng ta hiểu được giáo pháp Đức Phật đó, thì có thể tự chúng ta ở độc cư một mình có thể chúng ta cũng phát triển được. Tại vì chúng ta có một cái bản đồ, giống như chúng ta đi đến một cái nơi nào đó mà chúng ta có bản đồ, chúng ta cứ cầm cái bản đồ đó, chúng ta đi theo cái bản đồ đó chỉ đường chúng ta thì chúng ta sẽ tới cái mục tiêu của mình. Còn bây giờ chúng ta đi đến một cái nơi đó, chúng ta muốn đến một cái chỗ đó mà chúng ta đi bằng cách không có hiểu biết, không có bản đồ thì thật sự đi nó không thể nào chúng ta đến đích được. Thì hôm nay sư sẽ chia sẻ về cái phần cái pháp trong đạo đế đó. Tiếp theo là tứ chánh cần, tức là cái sự siêng năng nỗ lực bằng cái sự đúng đắn. Thì tứ chánh cần á thì nó cũng nằm trong 37 phần chợ đạo. Chữ sammat bát thanh á gọi là chánh cần.
Vậy chánh cần là gì? Tức là cái sự siêng năng, nỗ lực, nhiệt tâm. Thì cái sự siêng năng, nỗ lực, nhiệt tâm ở đây đó, chúng ta phải cần hiểu, tức là trong cái sự chân chánh, siêng năng trong sự chân chánh, trong cái sự đúng đắn. Chứ không phải siêng năng giống như cái cuộc sống ở ngoài chúng ta. Ở ngoài chúng ta đó, chúng ta làm cái sự nỗ lực, siêng năng, tức là có những lúc là do cái lòng tham chúng ta nó thúc đẩy. Còn chúng ta tu tập á, cái sự siêng năng của chúng ta đó, bằng cái thiện tâm, nó không phải là do tham thúc đẩy. Thì chúng ta tu tập á, thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải cần có sự siêng năng, chúng ta phải cần có sự nỗ lực, chúng ta cần có sự nhiệt tâm. Nếu mà chúng ta đó, đến đây chúng ta tu tập 10 ngày đó, mà chúng ta lười biếng, chúng ta không có siêng năng trong chánh niệm á, thì chúng ta cũng có phát triển được nhiều, và chúng ta cũng không có thể kinh nghiệm được cả. Nên chúng ta tu rồi chúng ta phải cần có sự siêng năng. Thì trong kinh Đức Phật dạy rằng cho dù chỉ còn da, gân và xương, máu này có cạn, thịt này có khô, ta cũng không ngừng tinh tấn nếu mà ta chưa đạt được những gì ta chưa đạt. Thì trong cái bài kinh này đó, để nói lên cái sự tinh tấn nỗ lực mà Đức Thế Tôn khi Ngài còn là Bồ Tát đó, Ngài nỗ lực, Ngài siêng năng á, tức là có những lúc Ngài tu chỉ còn da bọc xương thôi. Ngày nào Ngài chưa trở thành vô thượng chánh đẳng giác á, thì Ngài không có ngừng nghỉ, không có cảm thấy mệt mỏi, không có bỏ cuộc. Tức là cái sự tinh tấn của Đức Phật chúng ta còn là Bồ Tát đó. Nhờ như vậy mà Đức Thế Tôn Ngài đã trở thành vô thượng chánh đẳng giác. Và trong Đạo Phật á, chúng ta thấy rằng á, khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã thành vô thượng chánh đẳng giác rồi đó, Ngài thuyết pháp á, thì những chúng sanh nào đó gặp được Đức Phật á, tu tập để đạt được tu đồ quần, tư đà hàm, anh hàm và anh hán, thì những chúng sanh đó đều phải có sự siêng năng, phải có sự nỗ lực. Chứ giờ chúng ta tu thì chúng ta lại giải đãi lười biếng mà chúng ta muốn đạt được từng tuệ này, từng tuệ kia, hay là chúng ta muốn được giải thoát, và chúng ta muốn con đường nào tu tắc, chúng ta lười biếng, chúng ta nghĩ rằng có con đường nào đó mà mình tu nó cảm thấy nó ít mà mình có thể đạt được. Thì như vậy tức là chúng ta có sự lười biếng. Thì tu tập á, chúng ta phải có sự siêng năng, chúng ta phải có sự nỗ lực, chúng ta có sự nhiệt tâm. Thì chúng ta siêng năng như vậy, cho dù khó khăn cỡ nào, chúng ta cũng đừng có nên nản chí, thì suy nghĩ rằng chúng ta sẽ thành đạt được. Ở ngoài đời cũng vậy, các vị muốn thành tựu được sự nghiệp thì các vị cũng phải sao, cũng phải có sự siêng năng chứ. Các vị cũng phải thức khuya dậy sớm, phải nỗ lực làm ăn. Thì như thế nào cũng vậy, trong cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Chúng ta hơn nhau là cái chỗ chúng ta có sự siêng năng. Thì cái sự siêng năng đó, ở trong Phật giáo đó, Đức Phật dạy gọi là tứ chánh cần, tức là có bốn sự siêng năng chân chánh. Bốn sự siêng năng chân chánh là gì? Đức Phật dạy rằng siêng năng tinh tấn, nỗ lực những bất thiện pháp nào chưa sanh, đừng để cho pháp sanh. Đó là cái sự siêng năng thứ nhất. Cái sự siêng năng thứ hai đó, tức là sự siêng năng nỗ lực bất thiện pháp nào đã sanh thì phải có sự nỗ lực để loại trừ, đoạn diệt bất thiện pháp đó. Như vậy là cái sự siêng năng thứ hai, gọi là chánh tinh tấn. Cái sự siêng năng thứ ba đó, là Đức Phật dạy rằng với sự siêng năng tinh tấn, những thiện pháp nào chưa có phải tu tập phát triển làm cho có. Đó là sự siêng năng thứ ba. Như vậy được gọi là chánh tinh tấn. Và cái sự siêng năng thứ tư đó, siêng năng nỗ lực những thiện pháp nào có rồi đó, phải biết gìn giữ và làm cho cái thiện pháp được sung mãn. Thì đó là cái sự siêng năng thứ tư. Thì đây là cái bốn sự tinh tấn. Thì bây giờ sư sẽ chia sẻ trình bày đó trên phương diện pháp học, và sư sẽ trình bày trên phương diện pháp hành cho người cư sĩ chúng ta hiểu như thế nào gọi là chánh tinh tấn. Tức là chúng ta siêng năng phải có sự đúng đắn, chứ không phải là cái sự siêng năng giống như là cái cuộc sống ngoài đời mà chúng ta
đã từng áp dụng, bây giờ chúng ta vô đây chúng ta cũng có sự siêng năng như vậy, thì chúng ta tu tập nó không tiến bộ được. Thì chúng ta tu á, thì Đức Phật dạy đó, cái sự siêng năng đầu tiên đó, tức là chúng ta phải cố gắng, nỗ lực, nhiệt tâm. Những bất thiện pháp nào chưa sanh đó, thì chúng ta đừng để cho pháp sanh. Tại vì đối với phàm phu chúng ta đó, thì chúng ta phải nhớ một điều rằng tham sân si gặp cảnh thì nó sẽ sanh. Chẳng hạn giờ các Phật tử chúng ta ngồi đây, chúng ta nghe pháp, trong lúc này tâm chúng ta đang hướng về giáo pháp, tức là chúng ta đang nghe lời dạy của Đức Phật, sư đang thuyết trình lời dạy của Đức Phật, thì trong lúc này tạm thời tham không có sanh khởi, sân không có sanh khởi và si không có sanh khởi. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng tham sẽ không sanh, sân sẽ không sanh hay là si cũng sẽ không sanh. Có thể là chúng ta nghe pháp xong chúng ta đi ra ngoài thì có thể là những cái phiền não bắt đầu nó sanh lại. Hay là trong đời sống của chúng ta đó, gặp những cái cảnh đẹp là bắt đầu tham nó sanh, hay là gặp những cảnh nghịch bắt đầu sân nó sanh. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta tu tập đó, chúng ta đã hiểu về tứ niệm xứ rồi, chúng ta phải thường xuyên chánh niệm. Tại vì tham sân si đó, mà nó sanh khởi, nếu mà chúng ta không có tu tập đó, chúng ta không làm chủ được. Có những người chúng ta thấy họ đó, trước kia chúng ta thấy cái người này á, cũng ít ăn, ít nói, chúng ta nghĩ là cái người này hiền. Nhưng mà một ngày nào đó, gặp một cái duyên gì nào đó, và cái người này giết người, cướp của, thì chúng ta thấy rằng chúng sanh này làm những cái ác nghiệp đó là do tham sân si nó điều xử. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta có bảo đảm rằng tương lai mình không có xảy ra những cái vấn đề đó hay không? Khi mà gặp những cái thuận duyên nào đó, hay là trong đời sống của chúng ta đó, có thể là chúng ta vẫn có thể làm những điều ác nếu mà chúng ta không có tu tập. Thì đây Đức Phật dạy đó, chúng ta tu là chúng ta phải siêng năng, nỗ lực để chúng ta phòng hộ những bất thiện pháp nào chưa sanh, chúng ta đừng để pháp sanh. Thì giờ chúng ta phòng hộ bằng cách nào? Tức là Đức Phật dạy chúng ta phòng hộ bằng chánh niệm, bằng tứ niệm xứ. Các vị mà biết ứng dụng tứ niệm xứ đó, đi đứng nằm ngồi, lúc nào các vị cũng an trú trong chánh niệm thì các vị phòng hộ. Mà khi chúng ta tu tập, chúng ta phòng hộ như vậy đó, thì bất thiện pháp khó có thể phát sanh được. Còn chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đó khởi tham sân si, tức là chúng ta dễ vui. Có những lúc chúng ta có phương pháp thực hành rồi, nhưng mà chúng ta đâu chịu thực hành, chúng ta dễ vui, thì tham bắt đầu sanh khởi, sân bắt đầu sanh khởi và si mê bắt đầu sanh khởi. Khi đó thân chúng ta có thể làm ác, miệng chúng ta có thể nói ác và ý chúng ta có thể nghĩ ác. Có những lúc chúng ta là người cư sĩ, chúng ta tu lâu năm rồi, chúng ta nói tại sao mình vẫn còn tham nhiều quá, sân nhiều quá, si nhiều quá, hay là mình vẫn còn cái tánh hư tật xấu đó. Tại vì chúng ta không có thường phòng hộ, chúng ta không có sự nỗ lực tinh tấn để chúng ta chánh niệm. Khi nào chúng ta có chánh niệm thì chúng ta không thể nào làm những cái điều ác được. Tại chánh niệm nó thuộc về tâm thiện mà. Nó biết cái nào nên và cái nào không nên. Nó sẽ phân biệt được cái nào tốt, cái nào xấu. Nên đây Đức Phật dạy chúng ta đó, hộ trì các căn, tức là chúng ta đó tinh tấn nỗ lực những bất thiện pháp nào chưa sanh, chúng ta không để cho phát sanh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta biết là phiền não nó phát sanh từ đâu, tức là phát sanh từ 6 căn. Khi mắt chúng ta thấy cảnh sắc thì cái đó phiền não nó sanh đó. Thấy cảnh đẹp là tham sanh khởi, thấy cảnh xấu là sân sanh khởi. Khi mà chúng ta nghe âm thanh, nghe cái tiếng mà không có được hài lòng, người ta chửi chúng ta đó, thì bắt đầu sân bắt đầu sanh khởi. Nghe cái tiếng nào du dương, dễ nghe, nó ngọt ngào, bắt đầu tham bắt đầu sanh khởi. Tức là chúng ta thấy phiền não nó cũng phát sanh từ cái lỗ tai mình. Phiền não tham sân si nó phát sanh từ đâu? Tức là từ mũi chúng ta. Khi mà chúng ta ngửi mùi thơm, bắt đầu tham bắt đầu sanh khởi. Khi chúng ta ngửi mùi thối, bắt đầu sân bắt đầu sanh khởi. Tức là phiền não nó phát sanh từ cái mũi. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng phiền não nó phát sanh từ đâu nữa, tức là từ lưỡi. Khi chúng ta ăn những cái thức ăn ngon đó, thực phẩm nào hài lòng, bắt đầu tham bắt đầu sanh khởi. Những thức ăn nào không có được vừa ý, bắt đầu sân bắt đầu sanh khởi. Thì chúng ta thấy phiền não nó cũng phát sanh từ cái lưỡi chúng ta.
Thật ra là nữa, phiền não nó sẽ phát sinh từ đâu? Tức là từ thân chúng ta. Khi mà thân chúng ta xúc chạm đó, im dịu là tham bắt đầu sanh khởi, mà thân chúng ta nó bị đau đớn bắt đầu, tâm sân chúng ta bắt đầu sanh khởi. Và phiền não nó phát sinh từ ý, tức là khi mà ý chúng ta nhận biết các pháp nào đó khả ái, khả ý đó, tham bắt đầu sanh khởi. Mà khi ý chúng ta nhận biết các pháp nào không có khả ý, không có hài lòng thì sân bắt đầu sanh khởi. Thì đây chúng ta thấy rằng đó, tham sân si phiền não nó phát sinh từ con mắt, từ lỗ tai, từ mũi, từ lưỡi, từ thân và từ ý. Thì bây giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta hộ trì các căn. Hộ trì đây không phải là mình nhắm mắt lại, không phải là mình bịt lỗ tai, không phải là mình bịt cái mũi lại, không phải là mình không ăn. Nhưng mà ở đây đó, Đức Phật dạy chúng ta hộ trì các căn, tức là chúng ta phải chánh niệm trong sáu căn. Ở đây khi mà các vị đó, tu tập đó, các vị chánh niệm được những cái đối tượng mà đợt rồi sư chỉ đó, thì sao các vị mới có thể là quan sát được sáu căn. Tại trong lúc chúng ta ngồi đó, là chúng ta đóng bớt các căn lại, chúng ta có thể nhắm mắt lại, là chúng ta cử đó chúng ta cũng không có ngửi mùi. Trong lúc chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cũng đâu có nghe ngửi mùi được. Hay là trong lúc chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cũng không có ăn. Chúng ta chỉ quan sát ba căn thôi, tức là về căn tai nè, tức là khi nào có âm thanh đó chúng ta ghi nhận. Khi nghe âm thanh mà có tham sân si chúng ta biết rõ, rồi chúng ta buông, rồi chúng ta nghe âm thanh chỉ là âm thanh thôi. Nhỡ tâm chúng ta nó không có bị phiền não nó tác động. Rồi khi chúng ta ngồi thì chúng ta chỉ quan sát về cái thân căn thôi. Khi nào có đau đớn chúng ta quan sát. Khi nào có sự mát mẻ dễ chịu chúng ta quan sát. Tại xưa kia chúng ta không có hộ trì các căn á, khi mà đau sanh khởi chúng ta sân hận. Khi mà cái thân chúng ta mát mẻ dễ chịu, tham bắt đầu sanh khởi, tức là phiền não sanh khởi, chúng ta không có hộ trì căn thân. Bây giờ chúng ta có tu tứ niệm xứ rồi, khi đau sanh khởi chúng ta quan sát, đau cũng là đối tượng, chúng ta không có sân giận. Khi mà cái sự mát mẻ nó sanh khởi ngay thân, chúng ta quan sát cái sự an lạc đó, tham không có sanh khởi, tức là chúng ta hộ trì thân căn đó. Rồi chúng ta hộ trì ý căn. Trong lúc chúng ta ngồi có những suy nghĩ sanh khởi, xưa chúng ta chưa có tu tứ niệm xứ, suy nghĩ nào tốt với chúng ta dính mắt, chúng ta suy diễn. Có những cái tư tưởng nào mà nó bất mãn, nó nghĩ tới người nào, bắt đầu nó sân hận, bắt đầu cái chúng ta bị dao động. Còn bây giờ chúng ta có tu tứ niệm xứ rồi, những suy nghĩ tốt hay suy nghĩ xấu đó, chúng ta chỉ quan sát, chúng ta buông tâm, chúng ta rất là bình thản nhẹ nhàng, tức là chúng ta hộ trì ý căn. Thì mới bước đầu chúng ta ngồi, chúng ta chỉ quan sát về ý căn thôi, những cái tư tưởng hay là tham sân trong nội tâm mình, và chúng ta hộ trì thân căn, tức là cái đau hay là cái sự an lạc của cái thân, cái đau về thân hay là sự an lạc về thân, chúng ta quan sát. Rồi có những lúc mà chúng ta quan sát tiếng động, tức là chúng ta hộ trì gọi là nhĩ căn. Xưa kia có cái tiếng động nào, cái tiếng nào không hài lòng thì chúng ta sân, cái tiếng nào mà dễ nghe dễ chịu chúng ta tham. Còn bây giờ chúng ta có chánh niệm rồi, chúng ta nghe tiếng động vậy là tiếng động thôi, tức là chúng ta hộ trì gọi là nhĩ căn. Thì sau này chúng ta tu tập nó giỏi rồi, có thể là chúng ta sẽ hộ trì được sáu căn. Các vị tu đến giai đoạn các vị thấy đang nhìn đó, các vị lấy cái đối tượng đó chúng các vị quan sát. Xưa kia chúng ta không có hộ trì, thấy cảnh đẹp là tham, thấy cảnh xấu là sân. Bây giờ chúng ta có tu tứ niệm xứ rồi, chúng ta nhìn cái cảnh đó, khi mà có cái cảnh xấu mà tâm sân sanh khởi đó, các vị quan sát tâm sân. Thì quan sát tâm sân, chúng ta hiểu tâm sân rồi, tâm sân hết, chúng ta nhìn lại cái cảnh sắc xấu đó mà tâm chúng ta rất là bình an tĩnh lặng, tức là các vị đang hộ trì về nhãn căn. Xưa kia chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, chúng ta nhìn cái cảnh đó đẹp, tham bắt đầu sanh khởi. Thì bây giờ chúng ta có tu tứ niệm xứ rồi, chúng ta nhìn cái cảnh đẹp đó mà nếu có tham sanh khởi, chúng ta quan sát. Quan sát tâm tham đó. Rồi tâm tham nó mất rồi, chúng ta nhìn lại cái cảnh đẹp đó mà tâm chúng ta vẫn bình an tĩnh lặng. Thấy chỉ là thấy thôi. Thì như vậy các vị đã hộ trì gọi là nhãn căn đó. Chúng ta tu lâu ngày chúng ta sẽ mở rộng được sáu căn. Thì được rồi, sư có khai triển đó, tức là tâm quán niệm xứ đó. Các vị thấy cái cảnh đẹp mà có tham, các vị quay lại các vị nhìn tâm tham, tức là các vị đang quán về tâm quán niệm xứ.
Đức Phật dạy khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ mình đang tham, quan sát tâm tham, lấy tâm tham làm đối tượng. Tâm tham biến mất rồi chúng ta nhìn lại cái cảnh đẹp đó, có cảnh đẹp đó mà tâm chúng ta bình thản, đối tượng chỉ là đối tượng thôi. Cửa đó các vị đang hậu trì các căn. Các vị thấy cái cảnh đó xấu, chúng ta nhìn thấy một cái bể phân chó hay là phân người đó, chúng ta quan sát, chúng ta vừa nhìn cái tâm chúng ta nó cảm thấy nó khó chịu, thì đó chúng ta quan sát cái tâm khó chịu đó. Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ mình đang sân. Các vị quan sát là tâm sân nó biến mất, các vị nhìn lại cái bãi phân chó đó, phân người đó mà tâm các vị vẫn bình yên tĩnh lặng, thấy chỉ là thấy, đối tượng chỉ là đối tượng thôi. Thì như vậy tức là chúng ta đã hậu trì nhãn căn. Thì chúng ta thấy tu cũng không có gì khó cả nếu mà chúng ta biết cách tu. Là khi chúng ta có thể quan sát về cái nhĩ căn, khi chúng ta nghe âm thanh, trước khi chúng ta nghe tiếng nhạc, tiếng mà người ta khen mình đó, tiếng là ngọt ngào, tham bắt đầu sanh khởi. Bây giờ chúng ta có tu tập tới niệm xứ rồi, có tâm tham, chúng ta quan sát cái tâm tham đó. Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ rằng đang có tham. Chúng ta quan sát, quan sát tâm tham diệt rồi chúng ta nghe lại cái tiếng mà người ta khen mình, ta nói những điều tốt đến mình, tâm mình vẫn bình thường. Mình biết đây tiếng động như là tiếng động, tiếng chỉ là tiếng thôi. Như vậy tức là các vị hậu trì các căn đó. Và trước kia chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, bị người khác chửi chúng ta, cái tâm sân bắt đầu nó sanh lên một cách dữ dội. Thì bây giờ chúng ta có tu tập tứ niệm xứ rồi, họ chửi chúng ta bắt đầu cái tâm sân nó sanh khởi, chúng ta lấy tâm sân đó làm đối tượng, chúng ta quan sát. Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ rằng đang có sân. Chúng ta quan sát tâm sân, tâm sân nó diệt, bắt đầu chúng ta nghe lại cái tiếng chửi đó, để nó tiếng chỉ là tiếng thôi, bởi đó là chúng ta đang hậu trì các căn. Khi mà chúng ta chánh niệm sắc bén rồi, chúng ta hiểu được tham sân rồi đó, sau này thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Các vị đạt đến giai đoạn này, các vị mới có thể đắc đạo quả được, hay là các vị mới đạt đến những tầng tuệ. Bây giờ chúng ta hậu trì các căn, chúng ta tu tập, chúng ta biết thực hành tứ niệm xứ rồi, chúng ta mở, tức là chúng ta hậu trì về cái tỷ căn. Trước khi chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, chúng ta đi ngang một cái chỗ nào đó, một cái con người nào đó, họ thức, họ sức dầu thơm đó, hay là chúng ta đi vào một cái nơi nào đó có những cái mùi hương thơm, bắt đầu tham bắt đầu sanh khởi. Thì giờ chúng ta có tu tập tứ niệm xứ rồi, nếu mà chúng ta ngửi những cái mùi đó đó mà có tâm tham sanh khởi, chúng ta lấy tâm tham đó làm đối tượng, chúng ta quan sát. Nếu còn dạy là khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ đang tham, mình đang tham, chúng ta quan sát tâm tham, tâm tham biến mất. Chúng ta ngửi là cái mùi thơm đó, mùi chỉ là mùi, là đối tượng thôi. Tức là các vị đang hậu trì các căn. Ở trước khi chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, khi mà chúng ta vào nhà vệ sinh, chúng ta thấy những người mà họ đi toilet, họ không có dội, chúng ta ngửi cái mùi đó, vào tâm chúng ta dị ứng, chúng ta bực mình, tâm sân nó sanh khởi. Còn bây giờ chúng ta có tu tập tứ niệm xứ rồi, chúng ta đi vào nhà vệ sinh mà chúng ta thấy ngửi được cái mùi đó, đó, chúng ta ngửi cái mùi đó mà tâm chúng ta có dị ứng, khó chịu, chúng ta quan sát cái sự khó chịu tâm sân đó. Đức Phật dạy khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ mình đang sân, chúng ta quan sát cái tâm sân biến mất. Thì khi đó chúng ta ngửi là cái mùi thối đó, mùi chỉ là mùi, đối tượng chỉ là đối tượng thôi. Như vậy tức là chúng ta hộ trì các căn đó, chúng ta hộ trì về tỷ căn. Rồi chúng ta ăn cũng vậy, trước kia chúng ta không có tu tập tới niệm xứ đó, nên cái món nào ngon là chúng ta lại thích, là tham sanh khởi. Nên sư thường nhắc nhở các vị trước khi vô ăn, các vị phải tập quan sát tâm. Thì bây giờ chúng ta có tu tập tới niệm xứ rồi, cái món nào mà ngon đó mà chúng ta ăn á, và chúng ta cảm thấy thích thú, chúng ta cảm thấy đắm diễm đó, chúng ta quan sát cái tâm tham đó. Đức Phật dạy là khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ mình đang tham, ăn đang thấy ngon, có tâm tham, quan sát tâm tham, lấy tâm tham làm đối tượng, rồi nó biến mất rồi. Rồi đó tâm chúng ta hết tham rồi, chúng ta ăn cái món ngon như vậy và chúng ta thấy nó chỉ là thực phẩm thôi, chúng ta không có đắm nhiễm vào cái món ngon đó nữa. Thì như vậy tức là chúng ta hộ trì thiệt căn. Hồi xưa kia chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ đó,
Có thể là người ta dọn những cái món mà chúng ta ăn không có hài lòng, chúng ta cảm thấy chúng ta dị ứng, chúng ta bất mãn, chúng ta khởi tâm sân. Bây giờ chúng ta có tu tập tính niệm xứ rồi, chúng ta ăn những cái món đó cho dù nó tanh hay dù nó cay hay là cho dù nó lạt, tại vì mình đến nhà người ta mời gì mình ăn cái đó. À, khi mà cái tâm mình nó khó chịu, nó sân hận đó, bực mình đó, thì chúng ta quan sát cái tâm sân đó. Nếu còn dạy khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ mình đang có sân, chúng ta lấy tâm sân làm đối tượng, chúng ta quan sát tâm chúng ta hết sân rồi, chúng ta sẽ ăn cái món cái đó tanh, cho dù tanh hay là cay đắng gì đó, tâm chúng ta vẫn bình thản. Tức là cái món đó cho dù như thế nào chúng ta không có bị dao động. Thì như vậy tức là chúng ta hộ trì về thiệt căn. Chúng ta thấy tu không có gì khó đó, chúng ta biết cách thì chúng ta thấy nó dễ, sau này chúng ta có thể mở rộng các căn để chúng ta có thể chánh niệm bất cứ nơi đâu. Để bây giờ chúng ta đó tu tập tiếp theo là chúng ta quan sát về thân căn. Chúng ta hộ trì thân căn. Chẳng hạn trước kia chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, khi cái đau nó sanh khởi đó, chúng ta bức xúc, chúng ta khó chịu, chúng ta muốn cho nó biến mất, tức là chúng ta đau khổ. Rồi bây giờ chúng ta có tu tập tứ niệm xứ rồi, khi cái đau xảy ra đó, nếu mà cái tâm chúng ta có bất mãn, sân hận, chúng ta lấy cái tâm khó chịu, bất mãn đó chúng ta quan sát. Nếu còn dạy là khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ mình đang sân, chúng ta quan sát và tâm sân nó sẽ mất. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại cái đau, mà cái đau đang diễn ra mà tâm chúng ta vẫn bình để yên tĩnh lặng, chúng ta biết đây chỉ là đối tượng để mình quan sát học hỏi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái đau chỉ là cái đau thôi, nó không liên quan tới mình. Tức là chúng ta hộ trì thân căn. Rồi chúng ta ngồi đó, trước kia chúng ta nó không có tu tập tứ niệm xứ, cái thân chúng ta nó gió thổi vô mát dễ chịu, hay là chúng ta tắm chúng ta thấy nó mát nó dễ chịu, bắt đầu tâm tham nó sanh khởi, tức là chúng ta phiền não. Còn bây giờ chúng ta có tu tập đó, khi mà thân chúng ta dễ chịu, gió thổi vào cơ thể mình cảm thấy dễ chịu đó, tâm tham sanh khởi, chúng ta quan sát. Khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ đang có tham, khi mà chúng ta quan sát tâm tham sẽ biến mất. Rồi cử đó đó, cho dù cái thân chúng ta có mát mẻ như thế nào đi nữa đó, thì tâm chúng ta vẫn bình thản. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta tu tập đó, tức là chúng ta hộ trì thân căn, là chúng ta hộ trì vậy. Chúng ta hộ trì thân căn. Thì bởi vậy á, sư mới kêu các vị hãy quan sát cái sự đau đớn đó, bởi vì không có bất mãn, không có phiền não, tức là các vị đang hộ trì thân căn. Là các vị quan sát cái sự an lạc mà xưa giờ các vị thích thú, các vị lại muốn cái đó đó, tức là tham nó sanh khởi. Nhưng mà bây giờ chúng ta quan sát cái sự an lạc đó mà tâm chúng ta không có tham đắm, không có dính mắc, thì cái đó chúng ta mới đang thực hành tứ niệm xứ, chúng ta hộ trì thân căn. Tức là tu tứ niệm xứ là Đức Phật dạy rằng quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp để diệt trừ tham ô ở đời. Thì xưa giờ chúng ta sống với tham sân không? Thì giờ chúng ta tu tứ niệm xứ để chúng ta diệt trừ tham sân. Nếu mà các vị biết hiểu như vậy đó thì các vị thực hành nó mới có sự tiến bộ được. Rồi nữa, chúng ta hộ trì ý căn á. Trước kia là những cái tư tưởng sanh khởi. Những cái tư tưởng nào mà chúng ta nghĩ đến, chúng ta nhớ tưởng lại những cái người mà chúng ta ghét á, là cái tâm sân nó sanh khởi, tức là phiền não nó chi phối chúng ta. Và bây giờ chúng ta có thực hành tứ niệm xứ rồi, nên sư mới kêu các vị là phải quan sát suy nghĩ đó. Khi nào có những cái suy nghĩ mà nó nghĩ đến cái người mà chúng ta không có hoan hỷ đó, thì khi mà nó khởi tâm sân lên, nghĩ đến người đó khởi tâm sân lên, chúng ta quan sát tâm sân, chúng ta quan sát tâm sân. Nên Đức Phật mới dạy là khi vị tỳ kheo có sân, biết rõ rằng đang có tâm sân, chúng ta quan sát tâm sân, lấy tâm sân làm đối tượng rồi nó sẽ hết. Rồi chúng ta quan sát lại cái hình ảnh cái người đó xưa kia mình đã ghét á, thì nó đối tượng chỉ là đối tượng thôi, nó không có chi phối tâm mình được nữa. Thì như vậy tức là chúng ta hộ trì ý căn. Rồi trước kia chúng ta không có tu tập tứ niệm xứ, chúng ta hồi tưởng về quá khứ, chúng ta nhớ là những kỷ niệm đẹp, bắt đầu tham bắt đầu sanh khởi. Còn bây giờ chúng ta có tu tập tứ niệm xứ rồi, nếu mà nó hồi tưởng lại cái cảnh đẹp á, mà có tham sanh khởi, chúng ta quan sát tâm tham. Cho nên Đức Phật dạy rằng khi vị tỳ kheo có tham, biết rõ mình đang tham, chúng ta quan sát cái tâm tham mất. Và bây giờ nó có hồi tưởng lại cái kỷ niệm quá khứ nữa, nó chỉ là đối tượng thôi, không liên quan tới mình đó. Thì như vậy tức là chúng ta hộ trì ý căn.
Thì đây chúng ta tu tập á, chúng ta thấy rằng sau này chánh niệm chúng ta sắc bén rồi đó, chúng ta mở rộng sáu căn. Thì cái đó chúng ta có thể ứng dụng bất cứ nơi nào. Thì đây Đức Phật mới dạy đó, chúng ta tu tập á, muốn cho bất thiện pháp đừng có sanh đó. Muốn cho bất thiện pháp không sanh khởi đó, thì chúng ta phải có sự tinh tấn bằng chánh niệm để chúng ta chế ngự, không để cho phiền não sanh khởi. Đó là cái sự tinh tấn thứ nhất, tức là những bất thiện pháp nào chưa sanh đó, chúng ta tinh tấn nỗ lực đừng để cho pháp sanh. Thời Đức Phật có những vị tỳ kheo tu hành mà tinh tấn, giống chẳng hạn như ngài, trường hợp như ngài Chắc Khú Ba La đó, khi mà ngài nhập hạ một cái nơi đó thì ngài ngăn cái quay nghi nằm, ngài chỉ đi và ngồi thôi, tức là ngài chánh niệm liên tục trong tứ niệm xứ đó, trong ngài chỉ an trú vào thân, thọ, tâm và pháp. Trong 3 tháng đó ngài đắc đạo quả A-la-hán. Bởi vì chúng ta tu mà chúng ta có sự siêng năng như vậy đó, mà chúng ta cứ liên tục đó, sau này nó trở thành cái đà quán tánh rồi đó, thì cái tâm chúng ta khó dao động đó. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng tu tập tứ niệm xứ có thể là chúng ta sẽ đắc đạo quả trong những trường hợp, chẳng hạn như giờ chúng ta mà ba la mật chúng ta đầy đủ trong quá khứ đó, có thể là Đức Phật dạy có thể 7 năm hoặc là 6 năm hay là 4 năm, 2 năm hay là 1 năm hay là 7 tháng hay là 6 tháng, thậm chí chỉ có 1 tháng hay nửa tháng thôi, và có thể là chúng ta đắc được đạo quả. Nếu mà chúng ta thực hành đúng theo lời dạy Đức Phật mà chúng ta có sự siêng năng như vậy, đó là cái pháp thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta rằng đó, những bất thiện pháp nào chưa sanh chúng ta phải tinh tấn nỗ lực đừng cho phát sanh, đó là gọi là thặng cần, còn được gọi là cái sự tinh tấn chánh đáng. Rồi cái sự tinh tấn thứ hai đó là Đức Phật dạy chúng ta siêng năng tinh tấn nỗ lực những bất thiện pháp nào đã sanh hoặc đang sanh, thì chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để chúng ta diệt trừ chúng. Đây là cái sự tinh tấn chánh đáng thứ hai. Thì trong cái sự mà bất thiện á, đã sanh và đang sanh á, thì chúng ta phải cần hiểu. Thì những bất thiện đã sanh là gì? Tức là những cái bất thiện mà trong nhiều đời sống quá khứ á, chúng ta luân hồi chúng ta đã tạo. Thì những cái bất thiện nghiệp quá khứ mà do tham ác, sân ác hay những hành động thân khẩu ý của chúng ta đó, bất thiện á, thì những cái bất thiện này á, chúng ta đã làm trong quá khứ gọi là đã sanh. Thì những cái bất thiện này đó, có những cái bất thiện đó cũng đã cho quả rồi, thì chúng ta cũng có thể nhiều kiếp quá khứ, có những kiếp chúng ta sanh vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, ở trong 4 cảnh giới đó chúng ta cũng đã chịu khổ nhiều lắm. Tức là những bất thiện pháp đã làm trong quá khứ đó, nó cũng cho quả rồi. Những bất thiện pháp quá khứ đó, chúng ta làm đó, đủ điều kiện nó sẽ cho quả tiếp, nếu mà chúng ta không có sự nỗ lực. Tại vì chúng ta thấy trong đời sống này đó, thiện và ác nó luôn liên tục cho quả. Mà trong đời sống này đó, có những lúc mà chúng ta bệnh hoạn, chúng ta đau khổ, chúng ta làm ăn thất bại, hay là người khác chửi chúng ta, tức là cái bất thiện quá khứ đó chúng ta đã làm rồi đó, bây giờ nó đủ cơ hội nó cho quả, và tương lai này đó đủ điều kiện nó sẽ cho quả nữa. Tức là những bất thiện đã sanh, tức là đã làm trong quá khứ. Thì ở đây đó, chúng ta tu tập á, mà chúng ta muốn diệt được những cái bất thiện á, mà nó cho quả để chúng ta rơi vào cái khổ cảnh trong tương lai đó, thì giờ chúng ta phải thực hành giáo pháp Đức Phật. Chúng ta phải tạo nhiều thiện nghiệp, và chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp, chúng ta tu tập đến giai đoạn mà chúng ta chứng được tu đầu quần, mà chúng ta diệt được thân kiến đó, diệt được tà kiến đó, thì bất thiện đã sanh trong quá khứ thì không có cơ hội để cho quả để chúng ta rơi vào 4 khổ cảnh. Còn bây giờ chúng ta đó đang ngồi ở đây, trong lúc này thiện pháp chúng ta nó ít quá, chúng ta vừa tắt thở trong một sát na tâm, có thể là chúng ta sẽ có mặt dưới cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là Atula. Tại vì chúng ta thấy rằng xưa giờ chúng ta đó tạo ác thì nhiều mà tạo thiện thì ít. Trong kiếp sống này đó, bây giờ xin sẽ cho ví dụ trong kiếp sống này thôi. Từ ngày các vị sanh ra tới bây giờ các vị ngồi đây đó, các vị hãy suy nghĩ coi cái thiện và cái ác các vị tạo cái nào nhiều. Lúc nhỏ chúng ta có thể là sát sanh, chúng ta giết con này con kia, hay là khi còn nhỏ có thể là chúng ta sẽ
phá phách bằng cách chúng ta lấy những cái đồ lặt vặt của người khác đó, đó cũng là ác nghiệp gì. Ở trong đời sống này chúng ta thấy rằng á, khi lúc nhỏ đến bây giờ đó, chúng ta sống với tâm thiện và tâm bất thiện, tâm nào nhiều? Tâm bất thiện nhiều hơn. Có những lúc thì chúng ta nổi nóng, chúng ta gặp cảnh nghịch là chúng ta khó chịu, bực mình, sân hận, giận hờn, tức tối, ganh tị, đó là tâm sân. Rồi có gặp những cái cảnh thận là chúng ta tham đắm, chúng ta thích thú, chúng ta đam mê, hưởng trong các dục, đó là tâm tham. Rồi tâm thiện chúng ta đó, để phát triển giống như chúng ta san sẻ những gì mình có được cho người khác thì được bao nhiêu lần? Và rất là ít. Chúng ta mà được hành thiền chánh niệm, chúng ta có sự thiện tâm để khởi tâm từ thương chúng sanh khác thì chúng ta thấy không được bao nhiêu cả. Còn chúng ta sống đầy dẫy tham sân si á, thì những cái bất thiện pháp đó mà chúng ta đã làm đó, đó là bất thiện đã sanh rồi đó. Thì những bất thiện này đó, đủ duyên nó sẽ cho quả trong tương lai, thì chúng ta có thể rơi vào bốn khổ cảnh. Thì ở đây đó, Đức Phật dạy là chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ bất thiện pháp đã sanh và đang sanh. Nếu mà chúng ta muốn diệt trừ bất thiện pháp đã sanh đó, tức là những cái ác mà chúng ta làm trong quá khứ mà do tham sân si á, mà những cái ác nghiệp này đã dẫn chúng ta xuống bốn khổ cảnh, là chúng ta phải đạt đến đạo quả Tu Đà Hoàn. Chúng ta tinh tấn, chúng ta đạt đến đạo quả Tu Đà Hoàn thì những cái ác nghiệp mà chúng ta đã làm trong quá khứ đã sanh rồi đó, không có cơ hội để dẫn chúng ta trong bốn khổ cảnh. Nhưng mà ở đây chúng ta tu tập á, là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta để đoạn trừ những bất thiện pháp đang sanh. Chúng ta tu tính niệm xứ bây giờ là diệt trừ những bất thiện pháp đang sanh. Còn đã sanh thì nó đã sanh rồi, khi nào chúng ta đạt đến Tu Đà Hoàn chúng ta mới diệt được những cái ác nghiệp mà cái cơ hội mà dẫn xuống khổ cảnh, trừ khi chúng ta đạt được Tu Đà Hoàn. Còn bây giờ chúng ta tu tập á, là chúng ta diệt trừ những bất thiện pháp đang sanh. Tức là xưa giờ chúng ta không có thực hành tính niệm xứ, tham sanh khởi chúng ta đồng quá, chúng ta phát triển tâm tham. Sân sanh khởi chúng ta đồng quá với tâm sân, chúng ta phát triển. Si sanh khởi chúng ta đồng quá, chúng ta phát triển, tức là chúng ta tạo về thân ác, khẩu ác và ý ác. Bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta diệt trừ những bất thiện pháp đang sanh. Khi nào có tâm tham là chúng ta phải nỗ lực, chúng ta nhẫn nại để chúng ta quan sát tâm tham. Cho nên đó, sư chỉ cho các vị tu tập tâm quán niệm xứ là các vị tinh tấn nỗ lực để loại trừ bất thiện pháp đang sanh. Tại hồi đó thì chúng ta sống với nó nhiều mà, thì giờ chúng ta phải diệt trừ nó. Thì chúng ta tu á, chẳng hạn giờ đó chúng ta còn phàm á, thì không thể nào phiền não không sanh được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được lời Đức Phật dạy là chúng ta phải có sự gia công cố gắng nhẫn nại đối với phiền não. Thì có hai sự nhẫn nại. Thứ nhất là chúng ta nhẫn nại về cái sự bên ngoài, tức là trong hoàn cảnh sống của mình có những cảnh trái ý nghịch lòng đó, thì chúng ta phải có sự kham nhẫn. Tại vì giờ chúng ta đi bất cứ nơi nào nó cũng có nghịch cảnh cả, thì chúng ta phải có sự kham nhẫn. Chúng ta đừng có để sân tâm nó làm nhục khổ chúng ta. Hay là chúng ta sống một chỗ đó mà chúng ta không có sự nhẫn nại đó, rồi cái tâm chúng ta bức xúc, có thể chúng ta hành động, lời nói chúng ta tạo cái ác nghiệp. Thì bây giờ chúng ta phải có sự nhẫn nại bên ngoài, về mũi mồng hay là sự bệnh hoạn của thân, hay là về một cái con người đó họ không có đạo đức, mình sống gần họ đó, họ chửi mắng mình hay họ làm những điều bất thiện, thì chúng ta phải có sự nhẫn nại. Đó là sự nhẫn nại bên ngoài. Rồi bây giờ sẽ đề cập đến sự nhẫn nại bên trong. Tức là khi mà phiền não tham sân si nó sanh khởi đó, thì nó sẽ tác động đến thân và tâm chúng ta, nhất là tâm chúng ta đó, nó khổ vô cùng. Thì bây giờ chúng ta tu tập là chúng ta phải có sự nhẫn nại về tâm. Khi tham sân sanh khởi là chúng ta phải có sự nhẫn nại để chúng ta quan sát nó. Khi tâm sân sanh khởi đó, thì nó làm chúng ta bức xúc đau khổ, thì đầu tiên là chúng ta phải chấp nhận, chúng ta có sự nhẫn nại là chúng ta quan sát, chúng ta nhìn cái tâm sân đó. Thì khi mà chúng ta nhìn cái cường độ nó yếu và nó giảm từ từ rồi nó sẽ biến mất. Thì như vậy Đức Phật dạy rằng bất thiện pháp đã sanh, chúng ta tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ bất thiện pháp đó. Rồi khi mà cái tâm mà tham sanh khởi, chúng ta ham muốn nhiều, chúng ta muốn cái này kia đó, thì chúng ta cũng phải chánh niệm để chúng ta quan sát, chúng ta tinh tấn nỗ lực để chúng ta quan sát cái tâm tham đó.
Thì chúng ta quan sát, chúng ta hiểu rồi tâm tham nó sẽ biến mất. Thì như vậy Đức Phật mới dạy rằng chúng ta tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ bất thiện pháp đang sanh. Thì khi có tâm ganh tị sanh khởi, chúng ta phải có sự nhẫn nại và chúng ta quan sát. Chúng ta quan sát cái tâm ganh tị đó, và chúng ta hiểu nó, từ từ nó sẽ cường độ nó yếu và nó sẽ biến mất. Thì như vậy tức là chúng ta tinh tấn nỗ lực, chúng ta đoạn trừ bất thiện pháp đang sanh. Thì chúng ta tu là chúng ta hơn nhau là cái chỗ này. Chứ con người chúng ta thì ai cũng có những cái tánh hư tật xấu, ai cũng có tham, ai cũng có sân, ai cũng có si, ai cũng có tà kiến, ai cũng có ganh tị. Thì chúng ta là một phàm phu mà. Thì giờ chúng ta đó tu tập là chúng ta nhận thức được nó và chúng ta loại trừ nó. Và chúng ta loại trừ được hết những cái phiền não này thì chúng ta sẽ trở thành những cái người đạo đức tốt, là những vị đại Bồ Tát, và chúng ta là những bậc thánh. Chúng ta chuyển từ phàm sang thánh. Nếu mà chúng ta tạo thiện nghiệp nó nhiều, đến cái giai đoạn gọi là phát huy đến một độc định của nó, thì chúng ta sẽ trở thành bậc thánh. Cho nên ở đây Đức Phật đã dạy cho chúng ta bằng sự tinh tấn là chúng ta phải hiểu, tức là chúng ta siêng năng tinh tấn để chúng ta loại trừ gọi là bất thiện pháp đang sanh. Đó là cái sự tinh tấn thứ hai. Cái sự tinh tấn thứ ba đó, tức là chúng ta siêng năng tinh tấn nỗ lực tu tập những thiện pháp nào chưa có thì chúng ta phát triển cho có. Những thiện pháp nào chưa có, các vị xưa giờ các vị chưa gặp gì Phật giáo, các vị không có giữ giới. Người cư sĩ chúng ta phải người có đạo đức tốt. Chúng ta là đại tử của Đức Phật, chúng ta là một người Phật tử là chúng ta phải là người đạo đức tốt, hiền thiện, không sát sanh, không giết người, không giết những con vật khác. Chúng ta không trộm cắp, không có lấy tài sản của người khác, và không có tà dâm, không có phá hoại gia can của người khác, và chúng ta không có nói dối, không có lừa đảo chúng sanh khác, và chúng ta không uống rượu. Thì bây giờ những cái thiện pháp này chưa có, thì giờ chúng ta đến Phật giáo rồi, chúng ta tu thiền cũng vậy. Thì cái nền tảng đầu tiên là chúng ta phải có giới. Chúng ta phải giữ năm giới, tức là những thiện pháp chưa có, bây giờ chúng ta phải phát triển cho có. Còn đối với các sư thì phải giữ 227 giới, hay là sa di thì phải giữ 10 giới. Đó là những thiện pháp chưa có, phải làm cho nó phát triển nó có. Người cư sĩ chúng ta ngày xưa giờ chúng ta chưa có biết hành thiền, nhất là thiền tứ niệm xứ, tâm chúng ta cứ sống dễ vui dao động. Bây giờ chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta chánh niệm, để chúng ta an trú vào thân thọ tâm pháp, chúng ta có sát na định, và lâu ngày chúng ta có cận định. Thì những thiện pháp chưa có, bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta tu tập để làm cho nó có. Thì suy nghĩ rằng người cư sĩ chúng ta tu lâu ngày mà chúng ta hoan hỷ để chúng ta hành thiền á, thì sau này cái niệm chúng ta rất là vững chãi, và chúng ta quan sát tâm chúng ta không còn bị dao động. Thì như vậy những thiện pháp mà chưa có đó, bây giờ chúng ta làm cho có. Đó là cái sự tinh tấn. Rồi ngày xưa giờ chúng ta chưa có sự hiểu biết, chúng ta chưa có trí tuệ, thì chúng ta tu tập tứ niệm xứ lâu ngày, chúng ta sẽ ghi nhận, chúng ta thấy rằng chỉ có danh và sắc thôi. Đang ngồi chỉ có sắc ngồi, đi chỉ có sắc đi. Trong lúc mà tâm mà nó quan sát, nó biết, trong lúc này chỉ có danh biết, chứ không phải là tôi biết. Lâu ngày chúng ta thấy chỉ có danh và sắc nó đang vận hành, chứ không có con người, không có bản ngã, không có anh, không có chị. Như vậy là tuệ nó sanh. Thì những thiện pháp chưa có, chúng ta tu tập tứ niệm xứ lâu ngày nó sẽ có. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng những thiện pháp chưa có, chúng ta phải tu tập phát triển làm cho nó có. Đó là cái sự tinh tấn thứ tư. Và cái sự tinh tấn, đó là cái sự tinh tấn thứ ba. Và cái sự tinh tấn thứ tư đó, tức là những thiện pháp nào có rồi đó, chúng ta phải biết gìn giữ và chúng ta phát triển làm cho nó sung mãn. Thì khi mà chúng ta đã có giới, có định, có tuệ rồi, thì giờ chúng ta cũng phải biết gìn giữ cái giới định tuệ đó. Chúng ta có chánh niệm rồi, chúng ta phải biết gìn giữ cái chánh niệm đó. Chúng ta không để cho tâm mình nó dễ vui. Rồi chúng ta phát triển á, những cái thiện pháp mà nó đã có rồi, nó sẽ được tồn tại, nó không mất. Và những thiện pháp nào có rồi đó, thì nó sẽ sung mãn, nó làm cho lớn mạnh. Định chúng ta mỗi ngày càng vững hơn, giới chúng ta mỗi ngày trong sạch hơn, và tuệ chúng ta mỗi ngày sâu sắc hơn, từ cái tại hiệp thế cho cái tại siêu thế. Thì đây đó, chúng ta thấy rằng những cái thiện pháp nào đó chưa có thì chúng ta phải làm cho có, và những thiện pháp nào có rồi chúng ta phải biết gìn giữ và chúng ta phát triển cho nó sung mãn, được lớn mạnh, từ cái thiện hiệp thế cho cái thiện siêu thế. Tức là cái đó là Đức Phật dạy chúng ta có sự tinh tấn trong sự chính đáng.
Thì đây chúng ta tu tập đó, tức là Đức Phật dạy chúng ta siêng năng. Thì trong lúc mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ đó, các vị siêng năng ở đây đó, thì suy nghĩ rằng đó, không phải là chúng ta vô tu tập và chúng ta cố gắng bằng cái tâm tham giống như cuộc sống bên ngoài, mà chúng ta có sự siêng năng là chúng ta sáng chúng ta thức dậy và đến tối chúng ta đi ngủ, thì lúc nào chúng ta cũng tác ý mình phải liên tục chánh niệm. Quý vị tác ý liên tục chánh niệm như vậy, tức là các vị có sự siêng năng. Chúng ta cứ theo dõi biết những gì đang xảy ra một cách khách quan và thoải mái, và cái sự chánh niệm chúng ta nó cứ liên tục do cái sự siêng năng của mình đó, cái đó gọi là chánh tinh tấn. Và khi mà chúng ta quan sát tinh tấn như vậy đó, chúng ta cố gắng như vậy thì bất thiện không thể nào sanh được. Tại các vị đang có chánh niệm thì bất thiện đâu sanh được đâu. Thì chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm, thì như vậy tức là bất thiện pháp chưa sanh, chúng ta tinh tấn chúng ta không để cho pháp sanh. Rồi khi chúng ta tinh tấn như vậy đó, cố gắng chánh niệm liên tục như vậy, nhưng mà có những lúc thì tâm chúng ta cũng bị phóng túng hay là tham sân si sanh khởi, thì bây giờ chúng ta phải tinh tấn, chúng ta chánh niệm lại, chúng ta quan sát tham sân si đó hay là cái tư tưởng đó, và chúng ta an trú lại trong cái đề mục của mình. Thì như vậy tức là bất thiện pháp đã sanh đó, chúng ta tinh tấn để chúng ta diệt bỏ. Chứ giờ chúng ta đó chánh niệm cái tâm chúng ta dễ vui, chúng ta không chánh niệm nữa, chúng ta nghĩ trong đầu rằng thôi giờ mình nghỉ gia lao một chút, và chúng ta cứ để cho cái tâm chúng ta diễn giải, để cho tham sân si nó dẫn dắt mình đi. Như vậy chúng ta đâu có sự tinh tấn đâu, thì chúng ta thiếu cái sự tinh tấn. Thứ hai, thì khi mà có tham sân si sanh khởi là chúng ta phải nhiệt tâm tinh tấn để loại trừ tham sân si đó bằng cách quan sát nó, thì nó sẽ biến mất. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng hãy siêng năng tinh tấn những bất thiện pháp nào đang sanh đó, thì chúng ta diệt nó, không để cho nó tồn tại. Đó là cái sự tinh tấn thứ hai. Nhưng bây giờ chúng ta tu mà chúng ta cứ để tâm mình nó dễ vui mà chúng ta không chịu quan sát, chúng ta không lấy đà chánh niệm lại, chúng ta cứ sống theo cái thói quen như vậy là chúng ta thiếu cái sự tinh tấn. Rồi khi mà chúng ta đang chánh niệm liên tục như vậy đó, chúng ta không có dễ vui như vậy đó, thì khi mà tắt niệm là chúng ta lấy lại niệm lại đó, thì sau này cái chánh niệm chúng ta nó trở thành cái đà quán tính. Và khi chúng ta có chánh niệm thành cái đà quán tính đó, thì bắt đầu giới chúng ta không bao giờ vi phạm được, tại chúng ta đang sống trong chánh niệm mà. Định chúng ta mỗi ngày nó sẽ vững mạnh và tuệ nó sẽ phát sanh. Nếu mà các vị liên tục chánh niệm như vậy, thì tức là thiện pháp chưa sanh bây giờ chúng ta đã làm cho nó phát sanh rồi. Mà chúng ta cứ liên tục như vậy đó, thì lâu ngày đó định giới định tuệ nó sẽ được sung mãn. Thì như vậy Đức Phật mới dạy rằng những thiện pháp nào đã có rồi chúng ta biết gìn giữ và chúng ta làm cho nó sung mãn, tức là chúng ta phát huy chánh niệm. Thì trong lúc mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ là người cư sĩ chúng ta phải cần hiểu rằng cái sự tinh tấn ở đây sư đề cập đến kinh điển và sư chia sẻ trên pháp hành cho người cư sĩ chúng ta hiểu và chúng ta tu tập về cái chánh tinh tấn. Tức là chúng ta siêng năng trong lúc mà chúng ta thức dậy, chúng ta chánh niệm và đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ, bất cứ trong lúc nào chúng ta cũng luôn luôn để mà siêng năng trong cái việc chánh niệm. Đó là chúng ta đang có sự chánh tinh tấn. Và chúng ta tinh tấn bằng cách là chúng ta có sự hiểu biết, cái sự chấp nhận, chứ chúng ta không có chú tâm hay là chúng ta mong mỏi cái gì cả, mà chúng ta chỉ có bổn phận quan sát trong cái sự siêng năng thôi. Những gì xảy ra biết rõ, những đối tượng nào xảy ra biết rõ, như vậy là đủ rồi. Chứ chúng ta không mong cầu cái gì cả. Chúng ta mong cầu đó là tâm tham, là chúng ta cũng không bất mãn cái gì cả. Cái gì đến là chúng ta cứ quan sát vậy đó, có đối tượng nào chúng ta quan sát đối tượng đó, tức là chúng ta có sự chánh tinh tấn. Thì đây là bốn cái yếu tố để giúp cho chúng ta đó tu tập để đạt đến giác ngộ, tức là hỗ trợ cho cái vấn đề chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Thì trong bốn cái sự tinh tấn này đó, cái sự tinh tấn thứ nhất gọi là tinh tấn nỗ lực phòng hộ, đừng để cho bất thiện pháp phát sanh, còn được gọi là thẳng cần. Siêng năng tinh tấn để loại trừ bất thiện pháp đang sanh thì như vậy được gọi là trừ cần. Rồi cái sự siêng năng thứ ba đó, tức là siêng năng tinh tấn để phát triển những thiện pháp nào chưa có phát triển cho có, như vậy được gọi là tu cần. Rồi siêng năng tinh tấn nỗ lực những thiện pháp nào có rồi đó, phải biết gìn giữ và làm cho nó sung mãn, gọi là bảo cần.
Tức là có bốn sự tinh tấn, đó là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Đó là trong 37 phần trợ đạo mà Đức Phật dạy đó, à, chúng ta tìm hiểu để chúng ta ứng dụng và chúng ta tu tập để hỗ trợ trong cái tứ niệm xứ. Thì giờ sư nghĩ rằng thời gian nó cũng vừa đủ, thì sư mong rằng người cư sĩ chúng ta đó tu tập trong 10 ngày thì chúng ta cố gắng có sự siêng năng và chúng ta phải chấp nhận những gì đang xảy ra, và chúng ta chỉ có bổn phận theo dõi quan sát hết sức là khách quan, và nó giúp chúng ta có sự bình yên và chúng ta sẽ có sự hiểu biết. Thì bài pháp đến đây vừa phải lẽ có phần phước nào pháp sanh, xin chia đến tất cả chư thiên, vua trời Đế Thích, tứ đại thiên vương, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp và chư ngự nơi đây, xin các ngài quan hỷ thọ nhận phần phước báo này. Và cũng phần phước này xin chia đến cho các cô tu nữ và cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Mong rằng các vị luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.